Thời gian gần đây, nhiều trường hợp được ghi nhận bị mất tiền trong tài khoản ngân hàng, bắt nguồn từ việc điện thoại thông minh của nạn nhân bị nhiễm các loại mã độc, ứng dụng gián điệp. Các loại mã độc và ứng dụng gián điệp này cho phép tin tặc có thể xâm nhập trái phép vào ứng dụng ngân hàng, cài đặt trên điện thoại thông minh của người dùng hoặc đọc trộm các tin nhắn chứa mã xác nhận, từ đó đăng nhập vào tài khoản ngân hàng và rút sạch tiền có trong đó. Thông thường thì người dùng hay bị tấn công bởi mã độc, đó là khi chúng ta truy cập vào một đường link lạ. Cái đường link đấy có thể dẫn đến một cái trang web, cái trang của nó đã bị nhiễm mã độc. Thứ hai là chúng ta nhận được các email từ chúng ta cài những ứng dụng lạ không rõ nguồn gốc. Khi mà nó vào máy, nó có thể là cái khởi nguồn của việc là chúng ta bị dính mã độc. Cái điện thoại nó có dễ bị tấn công, cái điều đấy là hoàn toàn có thể xảy ra. Chiêu phổ biến nhất thường được áp dụng là mạo danh các ứng dụng độc hại dưới dạng các ứng dụng dịch vụ công. Thứ hai là các nội dung nhạy cảm, kích thích trí tò mò được đăng kèm mã QR với lời giới thiệu, quét để xem đầy đủ. Sau những thao tác này, các mã độc đã có thể truy cập sâu vào bên trong điện thoại thông minh để xem trộm và lấy cắp các thông tin cá nhân như truy cập tin nhắn, ảnh, video, lấy cắp mật khẩu, đăng nhập tài khoản, chiếm quyền kiểm soát điện thoại thông minh từ xa. Các dấu hiệu mà thông thường đối với một cái thiết bị mà đã bị nhiễm mã độc ấy, thì dấu hiệu phổ biến là hao pin, tốn pin vì cái ứng dụng nó chạy ngầm. Có thể xuất hiện những cái quảng cáo lạ hoặc là có thể bị cài những cái ứng dụng khác. Có xuất hiện những cái cuộc gọi hoặc là cái tin nhắn ấy, bất thường. Bên cạnh đó, người dân cần lưu ý những dấu hiệu khác như sự chậm chạp, giảm hiệu suất. Mã độc thường sử dụng tài nguyên hệ thống nhiều hơn, khiến cho điện thoại của bạn trở nên chậm chạp hoặc loay hoay. Dữ liệu di động tăng đột biến. Nếu bạn thấy lưu lượng dữ liệu di động tăng lên đột ngột mà không rõ nguyên nhân, có thể điện thoại thông minh của bạn đã bị nhiễm mã độc. Ứng dụng không rõ nguồn gốc. Nếu bạn phát hiện trên điện thoại của mình có những ứng dụng mà bạn không nhớ là đã tải về, hãy cẩn thận, đó có thể là mã độc. Vì mã độc ấy, nó chạy ngầm, nếu không phải là chuyên gia, chúng ta đều chỉ cảm nhận nó bằng cảm quan được thôi. Chúng ta có thể đi vào, chúng ta tìm các cái phần ứng dụng này, chúng ta nhìn những ứng dụng nào lạ mà thực sự chúng ta không dùng đến nó, chúng ta có thể gỡ đi. Chúng ta cẩn trọng hơn nữa thì chúng ta có thể, một là nếu cách xử lý đơn giản chúng ta refactory, tức là vào reset lại điện thoại và đăng ký lại các account, cài lại các ứng dụng. Nếu tất cả các bước trên khiến bạn chưa yên tâm, có thể nhờ các chuyên gia ra quét để kiểm tra kỹ càng hơn. Trước các hình thức lừa đảo tinh vi, các ngân hàng cũng đưa ra khuyến cáo đến với người tiêu dùng để đảm bảo an toàn thông tin cá nhân. Người dân nên cảnh giác, chỉ tải những ứng dụng từ nguồn chính thống trên App Store đối với hệ điều hành iOS cho điện thoại iPhone và CH Play đối với hệ điều hành Android.